Nguyện mấy hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát. Vô biên chúng thánh văn và cả thảy thánh hiền viên khởi đài sáng chói trùng đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề hết hồn bao thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Sắc thân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn. Phật vô tận trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn cấm độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân năm khổ kia nước mắt vui, con nay sẵn ba nghiệp mà quý và tan tháng nguyện cùng ca chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhân tâm đành lễ Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đành lễ pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát thâm pháp giới chư Phật. Nhân thân đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà Như Lai thân cảnh giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây giáo hoằng ly ba kinh tột nói bày chánh khắp pháp giới tôn pháp.
nhân tâm đảnh lễ Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang.
bình đẳng gia phẩm tư nhân phàm hồi thanh chúng tôi nghe như vậy một thơ non. Đứng quan ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành vương xa cùng với đại thanh chúng tỳ kheo môn vạn hai ngàn vị đã chứng thần thông con giả kiều đặng như tôn giả xa lời phân tôn giả đại mộng kiền liên tôn giả ca diếp tôn giả nan vân vân là những bậc thượng thú lại có các ngài phổ hiền bồ tát văn thù chớ lời bồ tát di lăng bồ tát và tất cả bồ tát trong hiền kim đến tập hồi phẩm thứ hai đến thần thông hoa bồ tát quang anh bồ tát bảo tràng bồ tát trí thượng bồ tát tịnh căn bồ tát tinh huệ bồ tát nguyện huệ bồ tát hương tương bồ tát bảo anh bồ tát trung tu bồ tát chế anh bồ tát giải thoát bồ tát là thượng thủ các vị bồ tát này đều tuân theo hành nguyện của vô hiền đại trí thật hành vô lượng hành nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế đồng chứng Phật quang rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia cô hành hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đem xuân đình huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đêm pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tam dục dừng gốc sạch câu huế hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh chuyên thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phần đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng lại như vậy đã không đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả thân máu như ánh chấp và tan lưới chấp toan vầy ràng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có nhiều độ chứng đắc vô
ngàn tổng trì tam muội. Quần trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng và khoảnh khắc đi cầm coi phần được biện tài của Phật vào hạnh nguyện vô hiện không đà tiên nói ca chúng sanh cai thì đặc tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vơi vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai hồ trì giống Phật kiến không dừng phát rộng lòng thương xót nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tất 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng Thế Tôn hiện trăm ngàn sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả đang liền tự suy nghĩ ngày nay đứng Thế Tôn hiện sanh tướng nghiêm tình rạng rỡ uy nguy cõi từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo vải hương quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng Thế Tôn hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật qua hiện về lai Phật Phật nhớ nhau Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật vì lai hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác vì sao lại có oai thần hiếm diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy bây giờ đứng Phật bảo tôn giả nan lành thay lành thay ông vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp vô thị cung dường khang bậc ngã la minh chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loài bò bay xuống đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuân hiền lời hỏi hôm nay của ông lời in rằng lớn
gia của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng tối thắng, tự tại với tất cả phẩm ma nàng hãy lắng nghe. Khéo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ứng cùng đàng chánh giác minh hành tung thiên thể, Thế Gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư Phật Thế Tôn đứng phần đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp bây giờ có ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh. Bèn trao ngôi vua theo phẩm xuân gia làm xa môn hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giống mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thân. Định huệ tâm thường kiến cố bất động tu hành, tinh tấn đến trước đinh phần đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán Phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm. Thế gian không ai sanh kịp được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hỏa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một ánh thanh tùy loại hữu tình thấy thông yêu. Lại hay hiền sáng thân đèn để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Phật âm mà đến vô biên cõi thuyền dương pháp giới định tinh tấn. Thông đà vọng sâu phán nhìn màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dứt trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh. Thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật giả sư cúng dưỡng hằng xa thân. Không bằng kiến vọng cầu chánh giác nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi. Mà về cõi con hưởng an lạc thường vẫn từ tâm cư hữu tình độ vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết
định kiên cố tu. Xin Phật Thánh Tri Chứng biết cho dù cho thân nát trong căn khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phẩm thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác, giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện. Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành, giúp sanh gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt, hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người, cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát. Nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật, cầu đạo tinh tấn không dưng quyết sẽ được kinh quá. Vậy thì nguyện gì mà chẳng thành? Ngươi tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tịnh cõi Phật, ngươi nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được. Cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện, con mới được viên mãn. Đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng, liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức Phật. Đúng theo tâm nguyện ông mong muốn, trải qua ngàn năm bây giờ pháp tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi ca cõi xấu đẹp thiện của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính cần cầu tiếng kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông số thanh một nước Phật. Khi đã tu tâm rồi lại đến cho từ tại vương cuối đào lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở còn.
phần thứ sáu phán đại thế nguyện pháp tạng bạch rằng bạch đứng thế tôn cuối xin đứng thế tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề thành đàn chánh gia rồi coi nước của phần ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành a nậu đa la tam miêu tam bồ đề không đoa lại ba đường ác nương được như vậy con mới làm phật nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác khi con thành phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sắc vàng rồng đủ ba mươi hai tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trần tân ca đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác khi con thành phật chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông điều được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vàng hưng cõi phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thành công tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi phật để cúng dường thể không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịnh tịnh nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn thề không thành chánh giác khi con thành phật có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư phật khắp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác khi con thành phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác khi con thành phật vô số chư phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác
Khi con thành phần chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hãnh lòng tin tưởng nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch, vì ban chánh pháp khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chung Bồ Tát liền đến tìm đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được vâng thôi chuyện, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con qua tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được hỏi ý nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con, lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, màng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác, khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Ca loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen tất bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, căn đầy đủ thường tu thù thân phạm hành, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất mê, thường thọ an là như tỳ kheo lầu tận. Nếu con khởi tư niệm tham đắm thân sao thề không thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành, thân thể vẫn chẳng như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sang, thân tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tầng, rộng nói cả pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiên như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh
trần gian. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con khuya chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Sư, trừ khi phá nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện pha tiên tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa a tu hoặc thích tuệ pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, phàm vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô lượng cây cành trong cõi nước con cao trăm ngàn gió tuần cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phong cùng có thể biết rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ thì thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hỷ hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đỉnh hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá cao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam muội các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình. Thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni tánh tình hoan ý an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bấm thôi chuyển thề không thành chánh giác.
Phần thứ bảy quy thành chánh nhân này á nan, bây giờ tỳ kheo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm ăn miệng hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại thề không thành chánh gian lại làm đại trí chủ cứu cấm kẻ cùng co kiện ca quần sanh kia đen dài không ưu não phá sanh ca căn lành thành tử quá bồ đề còn nèo thành chánh gia lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nước con thân kim sắc như Phật tương có thấy viên mang cũng đem tâm đại bi lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ thú phan mạnh huyền đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cứ gọi ca ánh nạn dính sanh khổ tăng độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàn hoa rộng thủy bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sơ ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quang xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời phá nguyên tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tự đại thiên tại chân đồng ca thiên thần trên không mưa xuống trăng diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân đồng sáu các hoa trời rơi khắp mâm nhà tự rồi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác phẩm thứ tám tất công lụy đến này a nan phan tạng tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người phá quan thế nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kim lập vĩnh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp phun trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá khứ đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân đế môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thanh từ các nhận đối với ưu tình nói lời từ lệ cùng kính tam bảo phụng sự sự trương không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mật quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm nếu có quân thanh sớm là quyên thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới
tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mầm. Nhờ hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cung kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Nhưng công đơn như vậy chẳng thể kể hết, hiện thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn, hương thơm hoa sen, hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tương cũng đoan nghiêm đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nét đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tầng thân cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã la tam miếu tam bồ đề phần thứ chín thanh tư biến mạng này đang phạm tàn tỳ khéo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ. Thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nan nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tạng bồ tát chứng bồ đề là đã thành phật và nhập diệt rồi hay chưa thành phật hay đã thành phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức phật như lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ước cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành phần hiểu là A-di-đà thành phẩm đến nay đã mười kiếp hiện đàn thuyết pháp có vô lượng vô số chung mà bồ tát thanh văn cũng kính vậy quanh. Phẩm thứ mười điều nguyện làm quan lúc đức phật nói A-di-đà phật khi làm bồ tát nguyện mang hành nguyện rồi trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành bồ tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường bốn trăm ưng đức phật thời phật ca diêm họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta ca tỳ
giọng nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này, nam cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có chân từ khổ nạn không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi núi thiêu phi núi tu gì đất đã núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tinh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá nan nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên và vô sắc nương vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Đức Phật hỏi a nan bấm thưa thì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông mà bấm khả thưa thì nghiệp bao chúng sanh cùng bất khả tư nghị. Căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị. Đặng được chúng sanh công đức thiền lực tu hành nghiệp địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả nan thưa bạch đức thế tôn, nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được. Đối với pháp này ta cũng không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này, ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhất quang minh của chư Phật khá không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi phần ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy. Hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn quang ứng do tuần hào quang cán đứng và khác hoàng chiếu đến một hai coi phần hoặc trăm ngàn coi phần chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phần hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành Phật tự có hạn lương quang minh đơn phẩm A Di Đà sáng chói gấm bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả ánh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng hiểu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang
Phật siêu nhật nguyệt quang Phật bất tư nghị quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tôi tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực. Thấy được quang minh này liền được dừng có mạng chung được giải thoát chúng sanh nào nghe được ngoài thần không mà đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc.